làm cho động cơ được bền bỉ, chống ô nhiễm môi trường. Bạn sử dụng gì cho động cơ xe của bạn? Tân sử dụng Benride. Hãy vào công ty Lợi Đức để mua Benride nhanh đi nhé. Lợi Đức, công ty phân phối dầu nhớt ngoại nhập hàng đầu Việt Nam. Hai các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror trong chương trình kể chuyện ma của Tân ngày hôm nay nha. Hôm nay là cuối tuần thì Tân không có tâm sự, tại thường chủ nhật các bạn thông cảm cho Tân. Cuối tuần là cái thời gian mà Tân dành gia đình á. Tân đi chơi rồi coffee, cho nên là Tân không có tâm sự vào ngày chủ nhật, nhưng mà Tân vẫn kể chuyện vào 5 giờ chiều mỗi ngày. Thì câu chuyện ngày hôm nay là một câu chuyện do cái cô này cổ gửi về chương trình. Cổ là một cái người đúng ra là nấu bếp cho một cái nhà máy xay lúa. Thì thật ra cổ làm rất nhiều việc chứ không phải là riêng nấu bếp. Nhưng mà mình dùng từ nấu bếp là công việc chính đi. Còn lại cổ mới dọn dẹp. Mà các bạn biết rồi, nhà máy xay lúa nó rất là dơ, nó bụi bặm rồi cho rồi chấu tùm lum hết, chứ không phải giống như là một cái nơi sạch sẽ. Cho nên nói là dọn dẹp thì cũng không đúng. Nhưng mà cổ cũng có giúp cho cái người chủ của nhà máy quét dọn sơ sơ, nhưng mà chính thức là nấu ăn, đi chợ nấu ăn cho cái nhà máy đó, cho những người thợ ở trong đó. Thì cô này cổ kể đó là sơ cái nhà máy xay lúa này nó cũng khá bự. Nhưng mà ở cuối cái dãy hành lang nhà máy, ở nhà máy xay lúa đó, nó có một cái cây đa. Mà cây đa này á là rất nhiều người đồn thổi là nó có quỷ. Thì riêng cô á thì cô chưa bao giờ nhìn thấy cái cây đa nó có quỷ. Nhưng mà cái lời đồn quá nhiều, có người kể á là thấy hình ảnh cái con quỷ này á nó đi tới đi lui. Rồi có người kể là con quỷ này thường xuyên rên la, khóc thét ở ngay chỗ đó. Thì cái nhà máy xay lúa này nó được xây lên thì cũng được cũng lâu rồi, cũng 5-6 năm rồi. Thì cô làm ở đây 5-6 năm rồi mà cô không có thấy. Nhưng mà cái lời đồn là từ khi cái nhà máy này chưa xây thì những người xung quanh họ đã đồn, họ dò hỏi, họ coi là có chuyện gì xảy ra trong nhà máy hay không. Thì cái ông chủ nhà máy này cũng từ khi mở lên làm ăn rất là phát đạt. Nhân công thì mấy chục người ngủ ở trong nhà máy luôn, nhưng mà cũng không ai có chuyện gì xảy ra. Chỉ có một điều là ông chủ này nè, ông dặn không một người nào được đi đến chỗ cây đa đái tiểu tiện, ăn nhậu hay làm bất cứ một cái việc gì, thậm chí là sát sanh, giết gà, giết vịt để mà nấu cho cái xưởng này ăn á. Thì cô này cũng phải làm ở trong bếp, chứ không phải là thấy cái cây đa đó là những cái chỗ mà trống là đem gà đem vịt ra đó giết hay là làm bất cứ gì ở chỗ cây đa đó. Thì ổng dặn như vậy. Thì chính vì cái lời dặn đó mà cái cây đa này được đồn thổi rất là nhiều những câu chuyện tâm linh ở đây. Thì cho đến cái năm mà gần đây nhất là ông chủ cho xây một cái tường bờ xi măng rất là cao, khoảng 2 mét để bao bọc hết tất cả cái xưởng mình lại và bọc luôn cả cái cây đa này. Thì lúc này mới xây lên một cái nhà gọi là low cost để cho bảo vệ có ở đó, để nâng cấp cái nhà máy của mình lên để phục vụ cho cái vấn đề buôn bán, cũng như là những người khách họ tới nhà máy xay lúa thì họ cũng thấy được cái sự bề thế của cái ông chủ này. Thì đầu tiên thì ông chủ này theo cái lời cô này kể á, thì mướn một cái bác lớn tuổi. Thì bác lớn tuổi này á, khi tới đây thì bác ở là người ở vùng đó, cho nên là bác hiểu rõ cái câu chuyện về cây đa này. Thì bác ngủ ở ngay cái phòng trực đó luôn. Thì khi ngủ ở phòng trực đó đó thì bác không có dám nhìn về cái hướng cây đa. Có nghĩa là cái phòng trực ở đây thì cây đa nằm ở cuối dãy, nhìn thì thật sự ra cũng không có thấy đâu, không có thấy gì ở đó đâu, nhưng mà cái cảm giác mình sợ. Thì cái bác này bác lớn tuổi rồi, bác trực thì bác cũng không thấy gì. Mà cô này thì tất nhiên ở 5-6 năm rồi, không thấy gì cũng an tâm. Nghe chắc là lời đồn thổi gì đó thôi, không có chuyện gì xảy ra. Thì khi mà có một cái ông đó là cũng là một bảo vệ luôn, thì cái anh chủ này anh thuê thêm một người bảo vệ giữ cổng nữa, để cho cái như là người thay phiên ca sáng ca chiều rồi ca tối. Chứ còn mà để một mình bác này làm từ sáng đến tối là bác già rồi, bác lớn tuổi chịu không có nổi, thì mới kêu thêm một bác nữa, một ông nữa tới giữ chung. Thì ông này cũng là người trong vùng này, cũng biết về cây đa, nhưng mà
khi ổng tới đây, ổng vừa bước vô thì ổng lại mang theo nhang đèn trái cây và rượu. Ổng không có cúng ở chỗ cây đa mà ổng lại cúng ở ngay cái phòng, cái lô cốt, cái phòng bảo vệ. Ổng để lên nó một cái bài vị và một cái câu chú phù chú gì đó, và ổng cúng là mỗi ngày ổng thắp nhang. Thì mọi người mới hỏi là ổng cúng cái gì, thì ổng mới nói là ở đâu cũng vậy, mặc dù là cái một cái lô cốt nhỏ thì cũng phải có cúng thần cúng thánh để tụi tôi ngồi đây tôi an tâm, chứ còn là cái lô cốt mở lên thì mà không cúng gì hết thì nó cũng giống như cái miếu ở ngoài đường vậy đó. À vậy là bác này là một người hiểu về tâm linh và biết về tâm linh, thì bác này mới nói cho cái cô và kể câu chuyện cho mình nghe. Và cái bác bảo vệ bên kia cùng làm chung với mình nghe đó thì lại khác. Bác nói là cái cây đa này nó có quỷ thiệt, nhưng mà cái ông chủ này nè, cái ông chủ nhà máy xe lúa này nè, ổng về đó ổng xây á, ổng xây cái nhà máy này lên á là ổng đã coi thầy rồi, cho nên là cái thầy của ổng đó ở trong từng cái cửa, từng cục gạch, từng xi măng bao bọc suốt cả một cái nhà máy là đều có phù chú bùa ứng hết, cho nên con quỷ này không bao giờ nó đi vô được mà nó nhát công nhân trong này, cho nên là hay đó, ổng mới làm ăn được và an tâm. Còn cái bờ rào này đó ổng cũng đã chôn bùa ở trong đó, nhưng mà riêng cái lô cốt này thì ổng không có chôn. Cho nên là tôi mới cúng cái bài vị một vị thần ở đây để mà phù hộ cho hai anh em tụi tôi canh ca ngày ca đêm, nó an tâm không có gì xảy ra. Chứ còn con quỷ nó vẫn lẩn vẩn và tôi nhìn thấy, tại vì tôi là người có tâm linh. Thì cái chị bếp này nè, thì biết rồi là chị cũng cái cô đó tò mò, cô tò mò thì cũng biết được cái câu chuyện vậy, cô cũng nghe. Nhưng mà lúc đầu như vậy thì cô không có sợ, tại vì cô ở 5-6 năm rồi cô không thấy gì hết thì đâu có gì đâu mà sợ. Đó, thì sự việc nó cứ như vậy, nó kéo dài và nhiều tháng không có gì xảy ra hết. Đó, thì cô này á, cô kể câu chuyện về cho mình á, thì cô mới nói là qua nhiều tháng không có gì xảy ra, thì ở trong cái nhà máy có một người, thì các bạn biết rồi, công nhân mà, họ có người này người kia, thấy không? Ở tứ xứ tới xin việc làm thì có người có tính tình được, có người hiền lành, có người hung dữ, có người ngang tàn. Thì trong cái đám công nhân đó, nó có một cái thằng còn nhỏ nhưng mà rất là ngang tàn. À, ngang tàn, láo. Thì ngày hôm đó là ngày mà ông chủ không cho nhà máy nghỉ một ngày, coi như là có cái lễ gì đó cho nghỉ một ngày. Thì anh em mới bày ra nhậu. Nhậu thì nhậu, bắt đầu nhậu quá, nhậu bê bết, nhậu đến khuya. Thì thằng này nó mở cửa ra, nó đi tới chỗ cây đa, nó khạc, nó phun nước miếng ngay đó, rồi nó đái lên đó luôn. À, nó tiểu tiện lên đó luôn. Đó, sau đó nó bước vô trong kia, nó nhậu tiếp. À, lúc này mới có chuyện xảy ra. Nó vô trong nó nhậu xong đó, thì nó ngủ. Đêm đó bình thường, không có chuyện gì hết. Sáng hôm sau vào buổi trưa, thì hồi nãy mình có nói đến hai bác bảo vệ, thì một cái bác bảo vệ vô sau là biết về tâm linh, bùa chú. Nhưng cái bác bảo vệ đầu tiên á, thì bác này không biết. Đó, thì tự nhiên ngày hôm đó bác này cảm thấy chóng mặt, giống như là mình bị tiền đình á, thì người già là họ hay bị máu, não họ không có lưu thông. Thì bác này đứng lên, đứng lên đi một vòng quanh cái chỗ mà nhà máy xe lúa, giống như là để mà hít thở thư giãn không khí. Vì bác này nghĩ là ngồi ở trong cái lô cốt á, nó bị gọi là ngợp. Nên bác đi một vòng, thì vừa đi qua khỏi cây đa một cái là bác này hoàn toàn chuyển biến thành một người khác. Bác tỏ ra bác rất là hung dữ, bác im im, bác đi thẳng vô trong nhà máy xe lúa, bác cầm một con dao ở trong nhà bếp của chị bếp này, của cái cô mà kể câu chuyện cho mình á. Bác đi thẳng tới cái thằng mà tiểu cây đa đó, bác chém một nhát đứt liền cái khuỷu tay của nó, từ khuỷu tay đứt lìa luôn. Thì mọi người thấy vậy mới nhảy vô cản, nhưng không thể cản nổi vì bác quá mạnh. Phải nói là sức của bác lúc đó, là cái cô này kể là gần 5-6 người đè mà không nổi. Bác dùng dằn đã hết thì bác chém đứt hai ngón thêm một người khác nữa. Thì lúc này đó, cái bác bảo vệ còn lại mới chạy vô, thì bác bảo vệ còn lại phun rượu vô trong mặt bác này, rồi lấy tay viết cái gì trên đầu á, thì bác này té ra xỉu, mà miệng thì sùi bọt mép luôn. Thì mới đưa vô bệnh viện là ba người. Cái thằng kia là bị đứt cánh tay,
còn cái hàng kia là hai ngón. Rồi bác này là bị sùi bọt mép vô bệnh viện. Là cái bữa hôm đó là theo cái lời cô này là nhà máy xe lúa này là chứng động. Chứng động luôn. Là vụ án này là công an rồi tới là người ta hỏi còn có xích mích gì với nhau hay không. Là các bạn biết á, những cái nơi mà những cái xưởng hay nhà máy á, người ta thuê nhân viên nhân công á, là từ tứ xứ hết. Cho nên nhiều khi có cái xích mích gì á, không ai biết được, nhiều cái nóng giận lên. Nhưng mà ai cũng nói cái bác bảo vệ này rất là hiền, mà sống ở cái xóm này bao nhiêu năm rồi, chứ đâu có phải là hả người mới đến đâu. Mà nào giờ bác cũng không xích mích gì với đám công nhân trong đó hết. Mà đến độ mà chém, mà sức người mà sức bác già rồi, cái sức cỡ đó mà chém đứt lìa khuỷu tay liền, mà 5-6 người dằn không nổi mà ai cũng thấy. Thì đưa bệnh viện bác tỉnh dậy á, thì khi kể câu chuyện bác nói là bác không hề làm. Bác tôi không biết gì hết, sức tôi vậy mà chém ai, trời ơi tôi không biết gì hết. Nhưng mà bây giờ bị khởi kiện đó, cô nói là bác bị khởi kiện là gây thương tích nghiêm trọng, và coi như là cái người bị chém hai ngón tay và cái khuỷu tay mà bị đứt cái bàn tay nó nối lại đó, thì là coi như là không thể lao động được nữa. Nó thẳng ra là bị mất sức lao động mà. Tại vì bạn bị cỡ đó là coi như là phải 60-mấy% thương tật đó. Thì lúc này bác bị khởi tố. Thì nói chung là cả cái xưởng đó đều đứng ra viết giấy để mà giống như là xin cho bác, nhưng mà không được. Tại bằng chứng nó rõ ràng, bằng chứng là rõ ràng. Bây giờ mình không thể nào mình nói là tâm linh được, đúng không? Không thể. Bằng chứng là rõ ràng, mặc dầu ai cũng biết. Và cô nói là mặt cái cô mà kể chuyện cho mình á, nói là ai đó cũng biết bác rất hiền, và biết chắc chắn là có chuyện thì người của công ty và riêng ông chủ mới hỏi lại. Thì mới nói là hôm qua nhậu, thì thằng này nó nhậu quá, nó có ra nó phun nước miếng và nó tiểu ngoài đó. Thì ông chủ nhắm mắt, ông nói trời ơi, đã nói rồi, không có nhậu, không có tiểu, mà tại sao? Tôi đã dặn rồi, bao nhiêu năm nay không sao mà thằng này nó ngu vậy. Và ông lại trách ngược về thằng đó, ông không trách bác này nha. Thì tức có nghĩa ông chủ là người biết. Thì sau cái sự việc đó, thì ông chủ mới ra ngoài lô cốt ngồi. Ông thở dài, tại vì cái sự việc này nó cũng gây mất uy tín cho cái nhà máy xe lúa lắm các bạn. Ông ra ông ngồi ông thở dài. Thì các bạn biết nói nhà máy lớn mà thật sự là những người chủ họ sống cũng bình dị, gần gũi, chiều họ ra ngồi uống trà bảo vệ là chuyện bình thường. Thì cái cô này cũng ngồi ở đó, rồi các bác bảo vệ mà biết tâm linh á, biết mà phù chú á, thì mới hỏi là chắc ông cũng biết là chuyện gì đúng không. Thì ông chủ nói tôi biết, cái ngày đầu tiên tôi về đây á, là tôi chuẩn bị xây cái nhà máy á, là tôi ngủ ở đây nè, là tôi nhìn thấy một cái người bận đồ Nhật, bận áo của quân lính Nhật, nhưng mà cái đầu á bị lặt lìa qua một bên, cầm cái kiếm Nhật vô nhìn tôi, là tôi hoảng quá mà tôi không cử động được, là tôi niệm Phật là gần một tiếng đồng hồ, mồ hôi nhễ nhại tôi mới tỉnh dậy. Thì lúc đó tôi mới đi coi thầy, thì thầy mới nói là đất này là ngày xưa là nơi xử tử một thằng lính Nhật, mà nó oán hận đến mức là tại vì khi nó bị chém bởi một con dao cùng, cái đầu nó không đứt lìa mà nó đau đớn nó chết, nó thành quỷ ngay cây đa này nè đó. Mà giờ tôi lỡ tôi mua miếng đất đó rồi, tôi đâu có thể nào tôi bán lại được, mới vừa mua sao bán lại cho ai. Cho nên tôi đành phải mời thầy về á để mà chứng yểm. Thì là trong mỗi cái tường á xây á, cửa đây nè, là đều bỏ bùi trong đó hết, để cho bao nhiêu năm nay chứng là con quỷ nó không xuất hiện được nữa, nó không có phá nữa. Thì để mà chắc chắn hơn thì tôi làm thêm cái hàng rào ngoài nữa, và tôi bỏ bùa vô trong những chỗ đó để mà coi như là an tâm rào nó lại luôn, nó khỏi đi phá dân phá làng. Là tại vì bây giờ nó mạnh hơn so trước đây rất là nhiều đó. Thì ông chủ ở đây ông cũng biết và ông tin rằng là cái con này nó nhập, thì nó đã nhập vô người của các bác bảo vệ mà yếu đó, để nó có thể đi vô được trong cái nhà máy mà không bị bùa phù chú. Tại vì nó nhập qua một cái thể xác khác, nó đi vô. Và bây giờ cái công lực của nó cũng mạnh hơn ngày xưa rất là nhiều, cho nên nó không có sợ, nó đi vô và nó trả thù. Nhưng rất là may mắn ngày hôm đó, nếu như mà không cản kịp, có thể anh thanh niên đó chết và bác này ở tù rất là lâu. Thì cái ông chủ của nhà máy này nè, bỏ một số tiền rất là lớn để giúp cho bác bảo vệ đền bù. Đền bù về thương tật thì bác này vì nhiều người cũng xin, và cái nhân thân của bác này là người tốt,
giúp đỡ mọi người, cộng đồng và không bao giờ xảy ra, thì họ liệt cái bác này vô viện là nổi nóng nhất thời gì đó và bị một năm tù treo. Thì được về nhà, thì cái chỗ này nè, cái chỗ mà xưởng của ông chủ nè, vẫn nhận bác này về làm bảo vệ. Và cái câu chuyện này hiện tại giờ cái cô này kể là sự thật 100%. Và chính cô là người chứng kiến mà đến giờ cô vẫn làm chung với hai người bảo vệ này và ông chủ này. Thứ nhất là vì ông chủ này là người rất có tâm, nghĩ đến cho nhân viên của mình và không ngại cô mang giúp đỡ cho một người bảo vệ dù là làm cho mình ít ngày. Thứ hai là một người phải nói là giỏi đó, gây dựng sự nghiệp, vừa có tâm vừa có đức nữa, thì cỡ nào cũng thành công. Thì qua câu chuyện này thì thật sự ra tâm linh rất là khó lý giải. Câu chuyện này hoàn toàn tôi nghĩ là có thật. Tại vì một khi bạn đã chạm đến một cái linh hồn nào đó, đặc biệt là người Nhật đó, họ rất là ghê chứ không phải họ đơn giản. Quỷ mà quỷ người Nhật mà bị chặt đầu bởi con dao cùng mà đầu nó không rớt ra đó, nó cứ toàn ten vậy hoài là cái linh hồn của người ta như là đau đớn lắm. Người ta chịu đâu có nổi, thể xác của người ta mà thà đứt luôn đi chứ còn kiểu đó sao chịu nổi. Xong dục xác người ta kế cây đa thì ngay lập tức là sẽ có một linh hồn quỷ dữ liền. Nhưng mà cái ông chủ này đúng là có tâm đó, ổng đã chứng nghiệm mà ổng cố gắng gầy dựng, ổng bảo vệ nhân viên của mình, nhưng mà rút cuộc số trời thấy không, cũng dính ngay thằng tào lao. Nhưng mà nói ra thì nó cũng đã trả giá rồi, do cái hành động mà bất kính của mình, thấy không, thương tật đến mức độ mà không lao động được nữa, là các bạn hiểu là nó ghê gớm như thế nào. Thì qua câu chuyện này á, ở đâu cũng vậy, thấy không, có thờ có kiêng, có thiên có lành, chứ đừng có mà nghĩ là chuyện gì cũng có thể là tùy tiện, thì cái họa lãnh rất là lớn chứ không có đơn giản đâu nha các bạn. Thì câu chuyện ngày hôm nay của Tân là hết. Tân rất cảm ơn cô đã gửi câu chuyện về cho Tân và rất là hấp dẫn, và Tân kể các bạn nghe trong ngày chủ nhật hôm nay. Thì mong các bạn ủng hộ cho Tân, các bạn thấy sao về câu chuyện này nhớ cho Tân bình luận, thích thì like, share, subscribe để câu chuyện ngày càng lan rộng ra, để kênh ngày càng phát triển hơn nữa nha các bạn. Bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại các bạn 5 giờ chiều ngày mai nha.